Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Khắp được ngày hôm nay Thì bây giờ đó là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng 6 giờ rưỡi tối tại Cali Ở Việt Nam nơi các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi Hôm nay là ngày đầu tuần tại Hoa Kỳ Và chúng ta có rất nhiều tin tức nổi bật luôn các bạn Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nhìn vào tình hình kinh tế vĩ mô đi Tại vì tôi nghĩ là những gì xảy ra ngày hôm nay liên quan đến giá của crypto đó có liên quan một phần đến kinh tế vĩ mô Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nhìn vào những chỉ số chứng khoán ở Hoa Kỳ Thì các bạn thấy được là chúng ta có ba chỉ số lớn Nasdaq hôm nay đã, đã tăng 0.56% tăng nhẹ các bạn chỉ số S&P 500 thì tăng 0.11 và Dow Jones thì thì bây giờ giảm 0.3% các bạn khi mà kết thúc ngày hôm nay nhưng mà trong ngày hôm nay đã có lúc cả ba chỉ số này đều đỏ nhưng mà kết thúc đó thì ít nhất hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng đã hồi phục trở lại và đi vào dùng màu xanh Dow Jones thì cũng đã hồi phục các bạn nhưng mà chúng ta thì kết thúc đó thì vẫn đỏ một chút thì có phải chúng ta đang nhận được tin tức gì tốt hôm nay hay không thì không phải được các bạn thật ra chúng ta có những tin tức rất là xấu luôn thì tại sao tin tức xấu lại khiến cho thị trường xanh các bạn thì chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ rất là ngược đời tin tức tốt đó lại là tin tức xấu và tin tức xấu lại là, là tin tức tốt tại vì chúng ta hiện bây giờ đang chờ đợi những cái lý do để cho Fed giảm lãi suất cho nên thị trường thì lại muốn có những tin tức xấu liên quan đến ngân hàng gặp vấn đề hay là liên quan đến nợ công của Hoa Kỳ hay là liên quan đến thất nghiệp tăng cao vân vân các bạn thì được chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ rất là kỳ quặc ở trong lịch sử tài chính các bạn cho nên hiện bây giờ chúng ta có tin thể tức xấu thì nó không hẳn là xấu các bạn thậm chí nó còn khiến cho thị trường tăng giá nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cả ba chỉ số future hiện bây giờ đã không có thay đổi nhiều. Chúng ta sẽ nói tới một số những cái tin tức rất là lớn ngày hôm nay liên quan đến ước tính GDP quý 2 đến thực phát như thế nào. Chúng ta cũng nói đến tình hình ở Canada và ở Châu Âu liên quan đến lãi suất. Chúng ta cũng có một tin tức lớn liên quan tới úc các bạn úc ngày hôm nay cũng đã bắt đầu cho giao dịch bitcoin Smart ETF đầu tiên của họ. Và chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hôm nay giảm tiếp tục các bạn ở mức là 73 đô 91 cent Chúng ta cũng đã nói khá nhiều về tình hình của hợp đồng dầu trong video ngày hôm qua nhưng mà nào muốn hiểu thêm đó, thì có thể xem. Tại vì cho dù là chúng ta thấy được là cái nhóm OPEC Plus đó, họ có cắt sản lượng đi nữa thì giá dầu đó vẫn không thể tăng được tại vì chúng ta có thể thấy là cái nền kinh tế toàn cầu về đang chậm lại. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của vàng ngày hôm nay thì cũng không thay đổi nhiều ở mức là 2.367 đô. Nhưng mà riêng riêng về Bitcoin đó chúng ta nhìn thấy được hồi sáng này cũng đã có lúc một lần nữa đẩy qua được 70.000 đô các bạn 70.200 đô nhưng mà chúng ta cũng đã nói tới gần đây đã hầu như có một cái thế lực nào đó đang muốn giữ giá Bitcoin ở cái mức là 68.000 đô cỡ đó các bạn thì chúng ta thấy là lần này cũng không ngoại lệ khi mà lên tới mức là 70.300 đô đó thì trong vòng một tiếng đồng hồ đã nhanh chóng bị bán đẩy cho xuống tới mức là 65.500 đô ít nhất bây giờ chúng ta vẫn đang có mức là 69.097 đô hiện tại Tại vì chúng ta thực sự là có rất là nhiều cái tin tức tốt liên quan đến thị crypto này cũng như là chúng ta có lực mua đến từ Bitcoin Spot ETF. Tình hình của crypto nói chung đó, thì đổi thuận nó rất là tốt các bạn chỉ là về mặt giá cả thì uh, nhìn như là có ai đó đang muốn giữ giá của Bitcoin mức này. Chúng ta cũng đã từng nói tới trong những video gần đây, có phải là những cái công ty Bitcoin Smart ETF họ muốn giữ cái mức giá thấp để kết thu mua hay không hay là chúng ta đang chứng kiến một cái đợt làm giá nào đó. Nhưng mà trên căn bản mức giá bây giờ coi như là cũng cao trong lịch sử của Bitcoin rồi, 69.000 đô hiện tại. Chúng ta nhìn thấy được là vốn hóa của cả thị trường hôm nay thì đã tăng trở lại cái mức là 2,7 nghìn tỷ các bạn và thị trường Nhìn chung đó, thì chúng ta cũng thấy được cũng đã tăng trở lại đặc biệt. Chúng ta hôm nay lại thấy có một số những cái meme coin tăng trưởng. Tại vì sao các bạn có thể liên quan đến phong trào meme stock một lần nó đầy nổi lên các bạn. Chúng ta bắt đầu nghe sự chia sẻ đến từ Roaring Kitty. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào những thông tin lớn đi. Hồi nãy tôi có nói với các bạn chúng ta có một số những tin tức rất là xấu nhưng mà thị trường lại nghĩ đó là tốt. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tin tức liên quan tới GDP các bạn. Đây là ước tính tổng sản lượng mức nội ở Hoa Kỳ. Thì các bạn đã biết là Fed chính là cục dự trữ liên bang ở Hoa Kỳ, họ có nhiều chi nhánh khác nhau và mỗi chi nhánh thì có những cái nhiệm vụ riêng. Nhưng mà ở Atlanta đó thì chi nhánh ở Georgia thì họ có một nhiệm vụ đó chính là ước tính tổng sản lượng bước nội của Hoa Kỳ. Các bạn đã biết là hiện bây giờ chúng ta đang ở trong tháng 6 thì trên căn bản vẫn chưa kết thúc quý 2. Phải đến cuối tháng này chúng ta mới kết thúc quý 2. Nhưng mà cái chi nhánh của Fed ở là ra thì họ có một cái trang web gọi là GDP Now. Thì trang web này đã chủ yếu là ước tính GDP cho cái quý hiện tại. Đây là cái ước tính mình thôi các bạn chứ còn con số chính thức phải đợi đến cuối quý mới biết. Nhưng mà vấn đề đó là các bạn nhìn thấy được họ đã chỉnh cái văn bản của họ GDP Now cho thấy được là cái ước tính cho quý 2 GDP xuống chỉ còn có 1.8% mà thôi như là các bạn nhìn thấy trên màn hình, chỉ còn có 1.8% trong khi các bạn thấy được là cách đây 4 ngày đã ở mức là 2.7% và hai tuần trước đó ở mức là 4.1. Các bạn nhìn thấy được là trong vòng 2 tuần mà họ đã ước tính GDP từ 4.1 giảm xuống còn 1.8 mà thôi. Đương nhiên khiến cho nhiều người cũng khá là lo lắng các bạn. Có thể cho thấy được là họ hoàn toàn không lạc quan liên quan đến GDP của quý này. Và các bạn cũng đã nhớ là GDP quý 1 đó thì rất là tệ khiến cho nhiều người cũng bị sốc luôn các bạn. Tại vì trong quý 4 của năm ngoái đó thì GDP của Hoa Kỳ là cái sự tăng trưởng là 3.2 rồi chúng ta thấy là cái ước tính ban đầu là 1.6 bây giờ giảm còn có 1.3 mà thôi. Tiếp tục cho thấy được là kinh tế của Hoa Kỳ, ngay cả Fed cũng nghĩ là không có còn tăng trưởng mạnh nữa các bạn, thậm chí bây giờ đang rất là yếu đi rồi. Và chúng ta thấy được là ngoại cho thông tin này đó, thì chúng ta cũng có cái thông tin khác nữa liên quan đến ngân hàng các bạn thì tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang là FDIC các bạn đã biết là đây là cái đơn vị mà mỗi lần mà ngân hàng mà bị phá sản đó thì đơn vị này họ sẽ thu cái ngân hàng đó để mà tìm kiếm cách giải quyết thì đơn vị FDIC này, họ đã cảnh báo là 63 ngân hàng đang trên bờ vực phá sản do các nợ xấu và các trái phiếu giảm giá. Các ngân hàng đang gồng lỗ tổng cộng là 517 tỷ USD. Thì cái các bạn cần hiểu đây đó là họ đang gồng lỗ chứ không phải là họ thật sự đã bị lỗ. Nhưng mà cái vấn đề đó là các bạn đã biết là thứ nhất, họ lưu trữ rất là nhiều trái phiếu các bạn và khi mà tình hình lãi suất cao dẫn đến trái phiếu giảm giá tại vì giá của trái phiếu về lại lãi suất thì nó đi ngược chiều với nhau cũng đồng nghĩa là nếu như mà những cái trái phiếu mới họ phát hành với lãi suất cao hơn thì không có lý do gì người ta mua trái phiếu cũ với cái giá ban đầu các bạn mua các bạn phải giảm giá họ mới mua dẫn đến là lãi suất tăng thì giá của trái phiếu sẽ giảm xuống nếu như mà họ lưu trữ cái số lượng trái phiếu này như là giấy nợ đó đến hạn thì không vấn đề gì tại vì đến hạn thì họ sẽ được trả cái phần tiền gốc và lãi nhưng mà cái vấn đề là lỡ như trong cái thời kỳ mà họ đang lỗi như thế này mà nhiều người đến rút tiền đó thì sẽ dẫn đến là họ không có tiền để mà trả cho người dân các bạn tại vì họ muốn trả tiền họ phải bán không trái phiếu mà họ bán không trái phiếu đã đang lỗ hiện bây giờ các bạn đã thấy đây là cái tình hình của tháng 3 của năm ngoái dẫn đến những ngân hàng như là ngân hàng SVB bị sụp đổ chúng ta cũng đã nói khá nhiều cái đây một năm rồi thì bây giờ đó tình hình là những ngân hàng cũng đang gặp rất nhiều vấn đề các bạn không phải là tất cả ngân hàng chúng ta chỉ đang nói tới những một số ngân hàng mà phần lớn đó là ngân hàng địa phương mà thôi và thêm vào đó họ cũng có những cái nợ xấu liên quan đến bất động sản mà nhất là liên quan tới bất động sản thương mại các bạn tại vì đó là một trong những cái ngành mà bị ảnh hưởng rất lớn ngay cả sau khi mà đại dịch đã kết thúc nó thì chúng ta nhìn thấy là nhiều công ty họ cũng không có mướn mặt bằng như xưa nữa dẫn đến rất nhiều những cái bất động sản thương mại đó đang bị lỗ và phần lớn những cái bất động sản thương mại đó họ nợ tiền ngân hàng và họ nợ ngân hàng đó thường là 7 tới 10 năm mà thôi và cái hoạt động của họ là họ nợ một số tiền lớn rồi khi mà người ta mướn mặt bằng đó trả tiền cho họ họ lấy tiền đó để mà trả ngân hàng và tới 7 hay 10 năm gì đó đó thì sẽ có một số tiền lớn cái đuôi sau lưng họ phải trả hết thì thường họ sẽ đáo hạn cái số nợ đó để tiếp tục trả cho ngân hàng thêm 7 tới 10 năm nữa và cứ tiếp tục như vậy. Chứ nếu không họ cũng không có tiền để mà trả hết các bạn tại vì họ cũng vay mượn để mà mua những bất động sản đó để mà cho thuê để mà làm ăn. Nhưng mà vấn đề bây giờ đó là chúng ta thấy cách đây 3 bốn năm lãi suất rất thấp, bây giờ rất là cao rồi. Bây giờ họ không thể nào đáo hạn được và nếu như là như vậy sẽ dẫn đến là những cái ngân hàng này họ sẽ không có thu cái nợ đó là được các bạn dẫn đến đó trở thành nợ xấu. Đó là một cái vấn đề rất là lớn chúng ta đã nói tới cũng vài lần rồi và cái vấn đề này đây chủ yếu là nằm ở những ngân hàng địa phương. Điều các bạn nên biết đó là cái số lượng ngân hàng có vấn đề đã chiếm ước tính bây giờ là khoảng 1.4% của tổng số ngân hàng. Cái này nó nằm trong phạm vi vẫn gọi là bình thường cho những giai đoạn mà không thủng hoảng như là bây giờ. Có nghĩa là từ 1 đến 2% của những ngân hàng gặp vấn đề cũng là điều mà thường thấy dựa theo FDIC. Mặc dù FDIC cho biết là sức khỏe của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ chưa có rủi ro gì bây giờ nhưng mà họ cảnh báo là lạm phát kéo dài, lãi suất cao và các mối lo ngại chính trị tiếp tục gây áp lực lên những ngân hàng. Và các bạn có nên nhớ là gần đây Thuần chia sẻ là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ cũng đã cam kết là họ sẽ mua lại một số những cái trái phiếu. Chứ tiền cái trái phiếu mà khó bán đó, tại vì sao các bạn? Tại vì họ cũng lo lắng là những ngân hàng này bị vỡ nợ thì sẽ ảnh hưởng rất là xấu liên quan đến cuộc bầu cử của tháng 11 này. Và các bạn cũng đã biết tại sao rồi, tại vì cách đây vài tháng hồi tháng 3 đó thì lúc đó cây khung cho vay khẩn cấp của Fed đã đóng lại tại vì họ chỉ cho vay khẩn cấp là một năm mà thôi. Nhưng mà khi các bạn thấy được cái tình hình như thế này thì bộ tài chính lại muốn cứu những ngân hàng nhưng mà cách họ có thể làm đó chính là dùng tiền để mà mua lại những trái phiếu đó để họ không bán tháo lên trên thị trường nhưng mà tiền ở đâu để mà mua các bạn lại tiếp tục phải in ra nữa mà thôi và cái cách mà họ làm như vậy đó thì cũng đồng nghĩa là bơm tiền vào trong thị trường tuy là không phải là nhiều các bạn nhưng mà vẫn là bơm tiền vào trong thị trường khi mà họ mua trái phiếu trở về có nghĩa là họ lấy trái phiếu lấy giấy nợ chơi về rồi họ đưa tiền cho ngân hàng đó những ngân hàng đó lại tiếp tục kinh doanh rồi do tiền lại tiếp tục được phân phối lên trên thị trường đó là một cách mà dòng tiền chảy vào trong thị trường và chúng ta thấy được là đang có một sự mâu thuẫn rất là lớn chúng ta đang nói tới hai vấn đề mà cực kỳ khó giải quyết nếu chúng ta chỉ nói tới là phần trăm lạm phát đó thì nó đơn giản hơn cứ tăng lãi suất cứ siết chặt dòng tiền thì sớm muộn gì người dân cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và không muốn chi tiêu nữa những công ty họ cũng cảm thấy mệt mỏi và không thể tiếp tục mở rộng nữa dẫn đến là có thất nghiệp dẫn đến người dân chi tiêu ít hơn dẫn đến lạm phát giảm xuống nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta đang có lạm phát cao mà tình hình kinh tế lại bất ổn đó thì các bạn thấy được là làm sao để mà giải quyết cái này thường cũng không có câu trả lời các bạn cho nên chúng ta mới thấy chủ tịch chọn đó thì uh, lúc nào cũng cảm thấy uh, đang rất là căng thẳng tại vì nếu các bạn muốn cứu nền kinh tế bơm tiền vào thị trường để tình hình kinh tế tốt hơn và đó cũng là áp lực đến từ chính trị Hiện bây giờ các bạn những nghị sĩ cũng như là chính quyền của tổng thống joe biden đương nhiên muốn kinh tế tốt rồi chứ nếu như không thì uh, ra bầu cử tháng một này sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn cho nên họ muốn lãi suất giảm xuống họ muốn kinh tế tốt hơn họ muốn người dân có thể chi tiêu nhiều và cảm thấy là mình giàu có hơn nhưng mà nếu làm như vậy đó thì chẳng khác gì đẩy tiền vào trong thị trường dẫn đến là người dân lại chi tiêu dẫn đến lạm phát lại tăng cao nhưng mà ngược lại nếu như mà cứ đẩy lùi lạm phát mà không quan tâm đến nền kinh tế đã dẫn đến suy thoái tài chính đó là cái vấn đề hiện tại các bạn cho nên hiện bây giờ tuy là tình hình chưa có trở nên cực kỳ xấu tuy là các bạn nhìn thấy là ước tính GDP quý 2 xuống còn có 1.8% nhưng mà từ 4.1 xuống 1.8 trong vòng 2 tuần thì cũng khá là lo ngại nhưng mà 1.8 thì coi như cũng vẫn tăng trưởng chỉ là tăng trưởng chậm mà thôi chứ chưa phải là suy thoái tài chính tuy chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm thất nghiệp bây giờ vẫn còn rất là tốt chỉ có 3.9% mà thôi nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là mọi thứ nó hầu như đang ở trên một cái bờ vực nào đó ngay cả cái số lượng ngân hàng mà gặp vấn đề là 1.4% tuy là FDIC nói là từ 1 tới 2 là cũng coi như bình thường trong cái thời điểm này nhưng mà các bạn thấy có thể dễ dàng tăng lên tất cả nó đều đang nằm trên bờ vực cho nên quyết định lãi suất của Fed cực kỳ quan trọng trong tháng 6 này và thường nhớ hình như là trong vòng một tuần hai tuần nữa sẽ là cuộc họp vào tháng 6 này tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn khi mà chúng ta có thêm thông tin nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là bây giờ tin tức xấu trở thành tin tức tốt tại vì những tin tức này gây áp lực cho Fed giảm lãi suất và các bạn thấy là tuy Fed chưa có nói giảm lãi suất nhưng mà cái lãi suất của công trái phiếu Hoa Kỳ đã đều đã giảm ngày hôm nay các bạn cũng có thể hiểu như thế này khi chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ hay là chứng khoán ở bất cứ nơi nào thì giá của chứng khoán đó không phải phản ảnh hiện tại thực tại của một công ty mà giá chứng khoán đó phản ảnh cái lòng tin suy nghĩ của những nhà đầu tư về tương lai của công ty đó thì lãi suất cũng như vậy các bạn lãi suất của những công trái phiếu không phải là phản ảnh thực tại hiện bây giờ tình hình như thế nào mà nó phản ảnh lòng tin của những nhà đầu tư về lãi suất cho tương lai cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy những công trái phiếu hoa kỳ giảm ngày hôm nay như thế này có nghĩa là mọi người có lòng tin là fed sẽ phải sớm giảm lãi suất đó là cái tình hình của ngày hôm nay đó cũng là một trong những cái yếu tố tôi nghĩ dẫn đến tại sao tôi nhìn thấy được là thị trường hôm nay là có một cái sự hộp phục sau khi mà giảm xuống và chúng ta đang nói tới là thị trường crypto cũng như vậy luôn các bạn hôm nay đã xanh là một chút và giá bịt không bao giờ ra là hơn 69.000 đô lúc mà tôi làm ở video này và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nơi bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là nền tảng Just Market và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay bạn muốn tăng cường khả năng giao dịch của mình Church Market sẽ giúp cho bạn thực hiện điều đó. Church Market sắp sửa bước sang tuổi thứ 12 để mà kỷ niệm sự kiện vui vẻ này đó họ đã phát động chương trình tặng quà. Trong đó các nhà giao dịch có thể chia sẻ tổng giải thưởng lên tới 120.000 đô la. 10 người chiến thắng hàng đầu sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 120 đô la và 4.000 người tham gia đầu tiên tuân theo tất cả điều kiện sẽ nhận được mã khuyến mãi trị giá 30 đô la. Chết Market là nhà môi giới tiền điện tử CFD với nền tảng thân thiện với người dùng, hơn 260 công cụ giao dịch và mức chênh lệch thấp. Họ cũng đã đạt được nhà môi giới CFD tốt nhất MEA, giải thưởng UF 2024 và chương trình liên kết IB tốt nhất và nhiều giải thưởng khác. Tóm lại bạn có thể đạt được tất cả cùng một lúc nhưng bạn cần phải là người giỏi nhất các bạn có thể xem chi tiết điều kiện ở bên dưới này. Thứ nhất là bạn tạo bài viết để mà chia sẻ trải nghiệm và giao dịch của bạn với Chess Market trên mạng xã hội và gắn thẻ hashtag I love Just Market. Đăng ký Chess Market và gắn thẻ tài khoản chính thức trong bài đăng của bạn bằng cách sử dụng ad. Gửi bài dự thi của bạn, bạn phải gửi liên kết bài đăng của mình qua biểu mẫu trên trang web của chương trình. Sử dụng email mà tài khoản Chess Market của bạn đã đăng ký. Yêu cầu chính để tham gia đối với nhà giao dịch là phải giao dịch ít nhất là một lot và đối với đối tác là phải có ít nhất là một khách hàng giới thiệu. Ngoài ra đó tài sản mạng xã hội của bạn phải có hơn 100 người đăng ký và một bài đăng trong vòng một tháng qua. Top 10 bài đăng sẽ được tiết lộ sau khi mà chương trình kết thúc và bạn có thể dành thêm một giải thưởng trị giá 120 đô la hãy là chính mình và kể cho chúng tôi về hành trình giao dịch của bạn với chất market như thường lệ tất cả những thông tin chi tiết cho những người nào mà quan tâm sẽ nằm bên dưới cái phần mô tả của video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin ở bật trong video này và không chỉ như là ở hoa kỳ các bạn chúng ta nhìn vào ở châu âu cũng vậy ngân hàng trung ương châu âu và ngân hàng trung ương của canada dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này các bạn tuần này chúng ta không phải nói tới là một tháng hai tháng nữa mà ước tính là trong tuần này họ sẽ cắt giảm lãi suất. Chi tiết hơn đó là Ngân hàng Trung ương châu Âu, nghĩa là ECB, họ sẽ đưa ra chính sách của họ vào ngày thứ năm tuần này với thị trường cho thấy là 93% khả năng họ sẽ giảm lãi suất từ 4% xuống còn 375, các bạn nghĩ là xuống 0.25%. Cuộc thăm dò gần đây của Reuters với 82 nhà kinh tế vào tuần trước cho thấy tất cả đều mong đợi một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 6 tháng 6 thứ năm tuần này đó các bạn. Sau khi một số nhà hoạch định chính sách của ECB ra dấu là có khả năng giảm lãi suất. Và chúng ta nói tới ngân hàng trung ương của Canada thì các bạn đã nhìn thấy gần đây đã có một cái video được chia sẻ bởi ngân hàng trung ương Canada thì họ cũng giống như là Hoa Kỳ lo lắng về lãi suất cao và ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế. Cho nên bây giờ đó thị trường cho thấy là có 82% khả năng là ngân hàng trung ương Canada sẽ giảm lãi suất vào thứ tư tuần này các bạn từ 5% xuống còn 475. Tỷ lệ này đã tăng vào thứ sáu khi mà GDP quý 1 của Canada đã tăng chậm hơn so với lại dự báo. Nói chung đó, thì những ngân hàng trung ương lớn hầu như họ sắp gồng lãi suất cao hết nổi rồi các bạn. Đó là cái tình hình chung hiện bây giờ. Thu dành nhiều thời gian phần đầu video để các bạn có thể hiểu được tổng quát đó, những gì đang xảy ra. Tại vì đương nhiên mỗi thị trường đều khác nhau các bạn. Thị trường vàng, bất động sản hay là chứng khoán hay là crypto đều có những đặc điểm khác nhau nhưng mà có một điểm chung chính là dòng tiền và cái dòng tiền lớn nhất đó chính là cái dòng tiền đến từ ngân hàng trung ương các bạn cho nên chúng ta cần phải hiểu được tình hình bây giờ liên quan tới lãi suất như thế nào dòng tiền đang bị siết chặt hay là đang từ từ được thả lỏng ngay bây giờ thì vẫn chưa nhưng mà có khả năng là ngay trong tuần này chúng ta sẽ bắt đầu thấy những dấu hiệu thả lỏng đầu tiên và như thường đã chia sẻ với các bạn đó, trong vòng mấy tháng qua thì có đồng tin là chúng ta đã vượt qua cái thời điểm siết chặt rồi chúng ta bây giờ từ từ chuyển qua cái thời điểm thả lỏng vấn đề có suy thoái tài chính hay là không đó, thì cái đề tài này Thuận cũng đã chia sẻ nhiều trong một hai video gần đây rồi nhưng mà nào mà chưa xem thì cũng nên xem để hiểu những cái suy nghĩ của thuận nếu như mà có suy thoái thì như thế nào nếu không có thì ra sao liên quan đến crypto hay là những cái tài sản và chúng ta bây giờ hãy chuyển một số những cái thông tin khác cũng rất là thú vị ngày hôm nay các bạn hồi sáng này đó cổ phiếu của Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã giảm rất là mạnh các bạn giảm tới hơn 99% và không chỉ riêng là cổ phiếu của Berkshire Hathaway của Warren Buffett mà chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu khác đó có rất nhiều cổ phiếu của cũng đã gặp vấn đề hồi sáng này. Giống như là công ty Barrick Gold các bạn với cái ký hiệu là GLOD Gold thì cũng tương tự các bạn cổ phiếu giảm 99.9% khiến cho nhiều người rất là hoảng hốt và sáng này họ không biết chuyện gì xảy ra các bạn. Nhất là cổ phiếu của Berkshire Hathaway là một cổ phiếu mà rất là nhiều người lưu trữ, rất là nhiều quỹ lưu trữ. Nhưng mà sau đó chúng ta nhìn thấy được là cái lỗi là đến từ sàn giao dịch chứng khoán New York và họ cũng đã chỉnh cái lỗi đó. Họ nói đây là cái lỗi kỹ thuật. <laughs> Nhưng mà các bạn thấy được cái lỗi kỹ thuật khiến cho nhiều người cực kỳ lo lắng luôn và chúng ta nhìn thấy được là cái cổ phiếu sau đó đã hồi phục trở lại Nếu như tính theo phần trăm thì nó cực kỳ kinh khủng các bạn Giảm 99.9% Rồi sau đó dài tiếng đồng hồ sau hồi phục trở lại 3 38 Trăm trong một ngày Nhưng mà nói thật đó, thì những cái sàn lớn thì hầu như những cái giao dịch liên quan đến cái thời điểm này đó, thì đều bị ngưng hoặc là không có được thông qua cho nên về ai có bị lỗ đó hay là ai có thể kiếm được nhiều tiền từ vụ này thì không có ai đâu các bạn nhưng mà cũng cho thấy được là những cái sàn giao dịch chứng khoán lớn của Hoa Kỳ, ngay cả NYSE cũng gặp những cái vấn đề như thế này. Và chúng ta cũng thấy được là hôm nay đó lại có một cái thông tin lớn hơn nữa liên quan tới meme stock các bạn, đó chính là Ron Kitty đã trở lại các bạn. Và thật ra ngày hôm qua đó thì Ron Kitty sau vài ngày bắn mặt đó thì đã lên trên Reddit để mà chia sẻ cái tấm hình. Tấm hình này đó cho thấy được là Ron Kitty đúng là đã lưu trữ một số lượng lớn option liên quan tới chứng khoán GameStop cũng như là lưu trữ rất nhiều chứng khoán GameStop các bạn. Và nếu chúng ta nhìn vào cái hình này được chia sẻ bởi Ron Kiddies, như bạn cũng đã biết Ron Kiddies đó chính là cái người mà đứng đầu phong trào meme stock các bạn, là người đã gây nhiều sóng gió liên quan đến cổ phiếu GME cách đây 3 năm mà khiến cho những cái quỹ hedge fund lớn nó cũng phải trao đảo như là Citadel. Thì Ron Kiddies đã đăng một cái tấm hình cho thấy được là lưu trữ tổng cộng là 115 triệu các bạn, hơn 115 triệu đô la cổ phiếu GME cộng với lại call option call option có nghĩa là quyền được mua đó các bạn thì ở trong option nghĩa là quyền chọn các bạn có thể chọn quyền được mua hay là quyền được bán thì hiểu đơn giản đó call option nghĩa là các bạn bullish các bạn nghĩ là chứng khoán nó sẽ tăng và chúng ta nhìn thấy được là tổng cái số tiền call option là 65,7 triệu đô la thì như bạn hỏi là tại sao lại sử dụng call option mà không phải futures hai sản phẩm này nó khác nhau các bạn và nó hoạt động nó tuy là cũng sử dụng đồng bảy nhưng mà nó khác nhau rất là nhiều có thể hiểu đơn giản như thế này các bạn sử dụng futures nghĩa là các bạn sử dụng hợp đồng tương lai và các bạn sử dụng tiền mượn giống như là các bạn lấy một ví dụ đơn giản đi không liên quan đến chứng khoán hay là liên quan đến crypto các bạn muốn mua một cái miếng đất thì các bạn sẽ dùng tiền của mình để mà mua nhưng mà nếu miếng đất đó quá mắc giả sử là một triệu đô la đi khi mà chỉ có 100 trăm ngàn thì các bạn cần phải mượn 900 trăm ngàn đô la và các bạn đi vay mượn ngân hàng các bạn dùng miếng đất đó để, để mà thế chấp nhưng mà nếu miếng đất đó mà giảm giá giống như là hơn 10% phần trăm thì ngân hàng nói là ngân hàng sẽ thanh lý tại vì họ sợ mất tiền của họ cho nên khi mà bạn sử dụng futures thì các bạn sử dụng tiền vay mượn và sẽ bị thanh lý nếu như mà giá đi xuống. Ngược lại đó, các bạn sử dụng option thì lấy một cái ví dụ đơn giản là giả sử như các bạn là một nhà đầu tư đi, thì bạn là nhà đầu tư trong showbiz. Các bạn thường đầu tư vào những cái câu chuyện mà có thể là tạo được thành phim mà kiếm tiền thì có rất nhiều người đi đến tìm bạn để uh, kêu bạn chăm vốn cho họ để họ có thể chuyển thể câu chuyện của họ thành phim nên mà kiếm tiền nhưng mà có rất nhiều câu chuyện bạn cũng không biết được là câu chuyện này đó có chuyển thể thành phim được hay là không thì bạn sẽ nói với người này ok câu chuyện này đó thấy cũng như là hay đó nhưng mà câu chuyện này anh cần bao nhiêu tiền thì người này nói là cần một triệu đô la đi cho đơn giản thì bạn sẽ nói là ok bạn sẽ ứng trước cho người này khoảng chừng là 100 trăm đô thì người này nếu như mà có thể kiếm được một đạo diễn và đạo diễn đó, đó có thể đưa ra một cái kế hoạch cụ thể chuyển thể thành phim được và có tiềm năng thì sau đó trở lại bạn sẽ đưa cái phần tiền còn lại là 900 ngàn cho người này Tại vì bạn nghĩ là sau này cái phim khi mà ra mắt khán giả nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn một triệu mà bạn bỏ ra Nếu như mà người này không có kiếm được trong thời gian quy định của bạn Giống như là trong vòng 2 tháng hay gì đó mà không kiếm được một đạo diễn để đưa ra một cái kế hoạch chi tiết Thì coi như các bạn mất 100 000 đô đó tại vì người này cần cái tiền đó để mà đi kiếm đạo diễn để mà làm một số việc thì cái option cũng tương tự như vậy các bạn giống như là các bạn nghĩ là cổ phiếu của gme lấy một ví dụ đơn giản đi bây giờ đang giao dịch ở cái mức giá là 18 đô bạn nghĩ là sau này có thể là giao dịch hơn cái mức là 20 đô thì bạn có thể mua hợp đồng call option trong trường hợp này là sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 6 ở mức là 20 đô có nghĩa là tới ngày 21 tháng 6 đó không còn bao nhiêu lâu nữa các bạn trong vòng thời gian này nếu như mà giá của GME hơn 20 đô thì bạn được quyền mua GME ở mức 20 đô, người đó sẽ bán cho bạn nếu như mà tới cái ngày 21 tháng 6 mà giá dưới 20 đô thì đương nhiên bạn sẽ không mua mức 20 đô rồi thì bạn sẽ mất cái tiền mà bạn đưa cho họ để mà mua cái hợp đồng này. Đó là cách giải thích đơn giản nhất. À, thường thì khi các bạn đi học chứng khoán Hoa Kỳ, nếu như mà các bạn muốn hành nghề chứng khoán Hoa Kỳ thì ngoại trừ là bạn phải có bằng đại học, thì bạn cần phải có một cái chứng chỉ nữa và ở Cali bạn phải có hai chứng chỉ thứ nhất là chứng chỉ Series 7 và thứ hai là chứng chỉ Series 63 nếu như bạn muốn quản lý những người mà đầu tư chứng khoán thì bạn phải có chứng chỉ Series 24 thôi thì uh, khi mà làm trong chứng khoán là có cả ba luôn các bạn nhưng mà ở trong Series 7 đó là chuyên về chứng khoán để các bạn có thể hành nghề chứng khoán ở Hoa Kỳ thì option là một cây chương rất là lớn bạn phải hiểu được option và nó phức tạp hơn những gì thường chia sẻ rất là nhiều các bạn option thì có rất nhiều những cái chiến lược khác nhau bạn phải hiểu call option là gì put option là gì bạn phải hiểu là out of the money là gì in the money là gì và bạn phải tính toán là cái strike price là bao nhiêu tóm lại đó nó rất là phức tạp nhưng mà hiểu đơn giản là như vậy người này Ron kiddy đã mua cái số lượng lớn call option 65 triệu các bạn ở mức là 20 đô có nghĩa là miễn là giá của GME hơn 20 đô từ đây cho đến ngày 21 tháng 6 thì người này sẽ có lời tại vì họ được mua ở mức giá là 20 đô. Điều này đó cũng rất là quan trọng để Hưng chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn một lát nữa. Giá của Jimmy ngày hôm nay đó thì cũng đã có một cái sự tăng trưởng các bạn. Đương nhiên Ron Kiddies bây giờ đã không chỉ đã đăng những cái meme nữa mà cũng đã chia sẻ đã đang lưu trữ số lượng lớn cổ phiếu Jimmy cũng như là số lượng lớn option thì đã khiến cho giá dao động cực kỳ mạnh ngày hôm nay luôn. Các bạn nhìn thấy được là kết thúc hôm nay tuy là tăng 21% nhưng mà dao động rất lớn các bạn và sau khi đóng cửa tăng thêm 8% nữa. thì bây giờ đã giá là mức 30.33 đô nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là Ron Kiddies đang có lời rồi các bạn và chúng ta có thể uh, nhìn thấy được là hiện bây giờ đây dựa theo ước tính thì Ron Kiddies đang gồng lãi là 85 triệu đô la các bạn 85 triệu đô la tiền lãi và chúng ta nhìn thấy được là E Trade đó đây là một cái nền tảng giao dịch chứng khoán uh, và trước đây là một công ty riêng lẻ bây giờ được mua bởi Morgan Stanley uh, thì họ nói họ đang xem xét việc chấm thủ lĩnh meme stock Ron Kitty à, tên thật là Keith View giao dịch trên nền tảng do lo ngại ngày càng tăng về khả năng thao túng cổ phiếu GameStop nhưng mà thật lòng mà nói đó E-Trade không còn hấp dẫn đối với các nhà giao dịch trẻ tuổi nữa các bạn mà Thuận cũng không có dùng E-Trade cũng chắc là hơn cả chục năm rồi và nếu như họ muốn thu hút thế hệ Millennials nghĩa là thế hệ trẻ thì họ cần phải quảng bá Ron Kitty chứ không phải là cấm và chúng ta cũng đã thấy Ron Kitty chỉ đơn giản là đăng những gì mà Ron khi đi mua mà thôi chứ cũng không có kêu gọi ai làm gì hết thì thường không biết là họ lo lắng cái gì nữa các bạn trong khi mà chúng ta thấy biết bao nhiêu tỷ phú đầu tư biết bao nhiêu những cái quỹ hedge fund họ mua cổ phiếu đó trước rồi hay là họ short rồi rồi họ lên trên đài CNBC họ lên trên đài Bloomberg rồi họ siêu cổ phiếu đó cả ngày rồi các bạn cũng không ai nói gì hết trong khi mà họ lên trên đó chỉ mà để đó tốt cổ phiếu đó khi mà họ đã mua rồi Giống như là chúng ta thấy ngay cả những cái thời điểm như là dịch bệnh á, thì các bạn đã nhớ là Bill Ackman đã sốt thị trường chứng khoán rồi sau đó lên trên đài CNBC rồi bắt đầu là tung ra những cái tin tức không đúng sự thật liên quan đến à dịch bệnh khiến cho thị trường cực kỳ đỏ rồi sau đó À, ông về nhà rồi ông chúc lời các bạn lúc đó cũng hoi nói gì thì Kid you chỉ đơn giản Ron Kitty chỉ đơn giản là đăng cái hình này thôi bây giờ đó thì chúng ta thấy mọi người nói là uh, cái này có thể là không hợp lệ không hợp pháp vân vân rồi nói là muốn cấm Ron Kitty giao dịch ở trên nền tảng của EJ vân vân các bạn thường cảm thấy cái này nó cũng không có phải là hợp lý lắm đâu nó giống như đang nói là tỷ phú thì làm được những quy hát phân thì làm gì được nhưng mà cá nhân thì không cho phép chia sẻ thông tin nhưng mà cái này đó, cũng không phải là nói Ron Kiddy không có những cái ý đồ riêng nữa các bạn. thật ra đó Thuận cảm thấy là có hai điều. thứ nhất à, giống như là Citron Research thì họ nói thường cảm thấy có lý mà thôi. nhưng mà các bạn cũng đã biết là Citron này à, công ty này đó thì cũng à, khá là cây Ron Kiddy. tại vì các bạn đã nhớ là năm 2021 đó, công ty Citron Research này à, đã Thua rất là nhiều các bạn, đã lỗ cực kỳ nhiều uh, với cái cổ phiếu GameStop trong cái phong trào Jimmy lúc đó Cho nên cũng rất là ghét Roy Kitty Nhưng mà lần này đó thì họ nêu ra một cái vấn đề là tiền từ đâu mà có Có phải là có ai đó đưa tiền cho Roy Kitty hay là không Tại vì đó theo thuận nhớ là năm 2021 thì là Royal Kitty cũng uh, đã kiếm được khá nhiều tiền Thuận nhớ là 40 triệu hay 50 triệu gì đó Nhưng mà sau đó cũng phải đóng thuế này kia kia nọ Thì uh, chắc là bỏ túi khoảng chừng là 30 triệu Thuận nhớ là như vậy nhưng mà kỳ này các bạn thấy là con số nó cực kỳ kinh khủng luôn. Các bạn thấy được là con số 115 triệu này cộng với lại 65 triệu còn lại đó thì không biết đây là tiền của Roy Kiddy à, đầu tư có được trong vòng 3 năm qua từ cái con số ba mấy triệu hay là đang được ai đó hậu thuẫn con số rất là lớn rồi đang tìm cách để mà đẩy giá Jimmy lên. Tức là nhiều người nói là có thể là chính công ty GameStop đưa tiền cho Roy Kiddy à, để post cái này để có thể đẩy giá cổ phiếu lên cái này là những cái nghi vấn mà thôi các bạn chúng ta không biết tiền từ đâu mà tới đó là một cái nghi vấn thứ nhì nữa đó thường không biết là cái này đó là Ron Kiddy chụp hồi nào và cũng không có nhiều chi tiết nhưng mà nếu như mà thuận đọc không sai đó thì các bạn nhìn thấy được là cái call option ngày 21 tháng 6 ở mức là 20 đô thì cũng đã gần tới hạn rồi các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được lúc chụp lại đó thì đang lỗ khoảng chừng là 3.6% nghĩa là 2 triệu rưỡi rồi sau đó Ron Kiddy lại đăng cái này lên để làm gì các bạn khiến cho giá cổ phiếu lại tăng trở lên thì Ron Kiddy tư lỗ trở thành lời các bạn có phải lần này Ron Kiddy thật sự là muốn làm giá GameStop hay là không chúng ta không biết các bạn thông chỉ có thể chia sẻ những gì mà thường cảm thấy nó không hợp lý mà thôi. Nhưng mà chúng ta quan tâm đến meme stock. Tại sao các bạn? Tại vì thường đó cái phong trào meme stock lại dẫn theo phong trào meme coin. Các bạn meme coin lại tăng chữ trở lại. Giống như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Floki tăng trở lại. Chúng ta có Dog to the Moon <laughs> tăng ngày hôm nay. Chúng ta có Bread cũng tăng ngày hôm nay. Nói chung khi mà meme stock tăng thì thường nó kéo theo một cái phong trào meme tăng theo luôn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin nổi bật khác đi liên quan đến crypto. Thì trước hết á, thì các bạn đã biết đây là một tấm hình thường đã chia sẻ nhiều năm qua với các bạn rồi. Chúng ta cũng đã từng trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn. Gần đây nhất là năm 2022 các bạn rồi chúng ta biết trước đó năm 2018-19 thì chúng ta thấy là chu kỳ tâm lý nó vẫn là như vậy. Thời kỳ khó khăn tạo nên phe mạnh. Phe mạnh tạo ra thời kỳ tốt. Thời kỳ tốt tạo ra phe yếu và phe yếu tạo ra thời kỳ khó khăn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những thời điểm khó khăn liên quan tới FTX sụp đổ, những công ty như BlockFi sụp đổ, lãi suất tăng cao năm 2022 rồi tới năm 2023. Nói chung là chúng ta cũng đã trải qua thời kỳ khó khăn cho nên những ai mà còn ở lại đã phần lớn là đến từ phe mạnh và chúng ta đã chứng kiến giá Bitcoin cũng đã đạt đỉnh mới thời gian gần đây và giá bây giờ vẫn rất là tốt các bạn. 69.000 đô thì chúng ta đang chứng kiến một thời kỳ tốt được mở ra và sau này sẽ có nhiều người nói là những bạn mà đã mua Bitcoin ở mức dưới 20.000 đô là cực kỳ may mắn. <laughs> nhưng mà những bạn nào mà sống qua thời điểm đó thì biết nó không hề đơn giản chút nào hết. Nó cực kỳ khó khăn để có thể tiếp tục có lòng tin vào trong thị trường này. Cũng giống như là những ai mà nói những bạn mà đã mua Bitcoin năm 2018 19 đến mức là 3 4 ngàn đô đó thì rất là may mắn nhưng mà nếu các bạn đã sống sót qua thời gian đó các bạn mình thấy được nó khó khăn như thế nào. Về thông tin ngày hôm nay đó thì chúng ta có một số thông tin liên quan tới ETF rất là nổi bật các bạn. Hôm nay đó thì quỹ Bitcoin Spot ETF đầu tiên của Úc từ công ty Monochrome có cái ký hiệu là IBTC sẽ bắt đầu giao dịch. Thuận để là giao dịch vào ngày mai nhưng mà bắt đầu ngay bây giờ các bạn tại vì thị trường úc đã mở cửa rồi thì bắt đầu đã giao dịch ngay bây giờ và các bạn thấy được họ cũng đã có một cái video cũng rất là dài liên quan đến cái công ty monochrome này thì thường cũng sẽ không có play video các bạn tại vì nó dài tới 3 phút rưỡi nữa nhưng mà nói chung đó, thì Úc cũng đã có một Bitcoin Spot ETF bắt đầu hoạt động ngay ngày hôm nay rồi các bạn và nói tới Bitcoin Spot ETF đó, thì chúng ta tiếp tục thấy dòng tiền chảy vào ngay bây giờ đó thì chúng ta đã có thống kê của tất cả các công ty ngoại trừ là BlackRock nhưng mà theo thuận đọc từ họ được 15 capital đó thì BlackRock là không đô la ngày hôm nay nhưng mà nếu như là như vậy đó, thì chúng ta vẫn có dòng tiền dương ngày hôm nay là 105 triệu các bạn tiếp tục hơn 3 tuần ngày nào của thể dòng tiền dương hết và để nhắc lại chúng ta chỉ có cái số lượng Bitcoin được đào ra là 450 Bitcoin mỗi ngày mà thôi nghĩa là tính mức giá hiện bây giờ đâu đó khoảng chừng là 30 triệu mỗi một ngày chúng ta mua đó đều hơn con số đó chúng ta có thể nhìn thấy được là có nhiều ngày đó thì gấp 10 lần con số đó luôn giống như là ngày hôm nay đã là gặp tới mấy lần lần thì các bạn có nghĩ đi cho tới bây giờ đã hơn 3 tuần dòng tiền dương liên tục rồi thì thuận nghĩ ít nhất cũng sẽ có tiền bắt đầu đổ vào bên trong thị trường spot các bạn tại vì các bạn có nghĩ là sàn OTC thật sự có nhiều bitcoin như vậy Nên mà bán hàng ngày hay là không Thuận đi không biết con số là bao nhiêu các bạn nhưng mà đã liên tục 3 tuần rồi và cũng giống như thường chia sẻ gần đây đang nhiều bạn nói là sao tin tức tốt dòng tiền cũng tốt nhưng mà chúng ta thấy giá nó cứ thượng lại ở mức là 68.000 đô hoài thì các bạn có thể nghĩ ngược lại, cũng chính vì chúng ta có dòng tiền tốt, nhất là đến từ Bitcoin Spot ETF nên giá nó mới giữ được cái mức này hiện bây giờ, trong khi mà tình hình vĩ mô nó đang cực kỳ phức tạp như thế này các bạn, liên quan đến lãi suất có giảm hay không cũng không có biết. Chúng ta đang sống qua một cái thời kỳ cực kỳ thú vị, không những liên quan đến tài chính mà còn liên quan đến chính trị nữa các bạn. Và không chỉ riêng là cái số lượng tiền đến từ những quỹ ở Hoa Kỳ mà Hồng Kông nó cuối cùng cũng không cho chúng ta thất vọng các bạn cuối cùng là chúng ta cũng thấy được là ngày hôm nay đã những quỹ ETF của Hồng Kông có 3 quỹ tổng cộng chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có quỹ China EMC Harvest Bitcoin Spot ETF và bộ thì chúng ta chỉ đang nói tới Bitcoin mà thôi thì họ cũng đã thu vào ngày hôm qua là 456 Bitcoin thì tính tới bây giờ đó cái số lượng mà họ bắt đầu là 3.888 Bitcoin vào ngày 30 tháng 4 thì tính tới bây giờ ít ra đó thì sau mấy tuần họ cũng đã có cái số lượng bây giờ nhiều hơn là cái số lượng bắt đầu rồi cũng không phải là nhiều lắm các bạn nhưng mà có còn hơn không và ít ra họ vẫn có cái dòng tiền tích lũy đến từ Hồng Kông và theo dữ liệu từ crypto tục hoa, chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới Ethereum đi tại vì chúng ta vừa nói tới Bitcoin Smart ETF thì đối với Ether tới bây giờ chúng ta vẫn đang chờ đợi những cái đơn S1 để mà được duyệt các bạn bao lâu thì uh, bây giờ ước tính vẫn là trong tháng này, thời gian chi tiết thì vẫn chưa có biết. Nhưng mà dựa theo dữ liệu từ công ty crypto coin thì Ethereum đã chứng kiến 3 tỷ đô la các bạn, 3 tỷ đô la được rút ra khỏi các sàn giao dịch. Hiện bây giờ chỉ có 10,6% tổng cung Ether trên những sàn giao dịch mà thôi, mức thấp nhất ở trong nhiều năm các bạn và chúng ta có nhìn thấy ở trên màn hình đây là biểu đồ đến từ crypto khoan và đúng là sau khi mà có ether spot etf được phê duyệt tôi đã chưa có giao dịch nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy được đã có một số lượng lớn ether đột ngột rời khỏi trong thời gian gần đây và đương nhiên nhiều người cho đây là dấu hiệu đã đang được tích lũy bởi một ai đó một công ty nào đó các bạn có thể là họ cũng chuẩn bị đưa ra những cái sản phẩm liên quan tới ether spot etf hay là chính những công ty đó đã âm thầm tích lũy và đối với bitcoin thì cũng như vậy các bạn chúng ta cũng thấy được gần đây đã có một số lượng lớn bitcoin rời khỏi những sàn giao dịch thì những thông tin này nó mang ý nghĩa gì nó chỉ mang ý nghĩa là khi mà có càng ít Bitcoin trên sàn hơn thì giá cả nó sẽ có cái sự dao động nhiều hơn các bạn và cộng vào đó nếu như mà chúng ta có một cái nguồn cầu lớn đột ngột xảy ra đột ngột có nhiều người muốn mua Bitcoin hay Ether đó thì cái số lượng trên sàn thực sự là không còn nhiều nữa khi nào mà nguồn cầu đã đến chúng ta mới thấy giá sẽ có cái sự phản ứng rất là tốt có thể là có cái sự tăng vọt các bạn tại vì cái số lượng Bitcoin và Ether trên sàn không còn nhiều quan trọng là nguồn cầu khi nào đến mà thôi và chúng ta đang có cái nguồn cầu đang dồn dập đến từ những cái quỹ Bitcoin Smart ETF và nói tới Ether đó, thì các bạn thấy được là công ty Ark Invest của Cathie Wood đã không còn là cái đối tác của công ty 21 share nữa để mà phát hành Ether spot ETF thì công ty của uh, Ark Invest đó, thì uh, họ cũng đã đưa ra một cái thông báo họ nói là hiện bây giờ họ không có kế hoạch để mà phát hành một cái quỹ Ether Spot ETF riêng lý do đó thì họ nói là họ cần phải có một cái sản phẩm toàn diện liên quan đến hệ sinh thái của Ether họ nói chung chung mà thôi các bạn nhưng mà có thể hiểu đó khả năng là tại vì bây giờ những cái quỹ Ether Spot ETF đó thì SEC không có cho stake có nghĩa là chỉ được lưu trữ Ether mà thôi chứ không có được đem đi stake và có thể vì lý do đó họ bây giờ chưa có hứng thú tại vì cái tiền thu được từ stake cũng không hề nhỏ đâu. Có thể là họ nghĩ là nếu như mà chỉ như vậy thì có thể là không hấp dẫn. Họ có thể chờ cho đến khi nào mà SEC thả lỏng cho staking thì họ mới bắt đầu phát hành một quỹ riêng. Và nói tới Ether đây các bạn thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục có thêm những cái sản phẩm như là chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Đây là cái sản phẩm Ether Futures ETF 2 X, có nghĩa là đây là một cái ETF đòn bẩy thì những sản phẩm này tuy thường không có sử dụng nhưng mà các bạn nhìn thấy được là càng có nhiều sản phẩm xoay quanh Bitcoin và Ether thì tương lai của Bitcoin và Ether càng vững chắc và về cái phương diện pháp lý thì càng vững chắc hơn tại vì càng có nhiều sản phẩm như thế này đó thì càng có nhiều tiền nằm trong đó ảnh hưởng tới nhiều công ty hơn cho nên nếu như mà muốn ra một bất cứ một cái quy định nào mà ảnh hưởng xấu liên quan tới bịt không dây ether đó thì uh, chúng ta thì được là những nhà lập pháp họ cũng phải suy nghĩ kỹ tại vì sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều những công ty và nhiều nhà đầu tư các bạn nhìn thấy được là hôm nay ra công ty Rao Investment cũng đã để đơn để có cái quỹ chiến lược option cover call, call cho ETF Nói chung đó thì chúng ta cũng đã có những quỹ tương tự liên quan tới Bitcoin Ý tôi muốn nói đây đó là Ethereum ngày lại càng vững chắc hơn ở trong full wall các bạn Và hôm nay đương nhiên giá cả cũng đã rất là tốt các bạn Ở mức là 69.000 đô thì chúng ta cũng thấy được là phần trăm Bitcoin có lời Dựa theo Classno ở mức là 94.5% đương nhiên là các bạn chúng ta không còn cách kế đỉnh bao xa nữa và chỉ những người nào mà mua trên 69.000 đô thì mới chưa có lời bây giờ mà thôi chứ còn phần lớn bây giờ đã đang gồng lời liên quan tới Bitcoin và chúng ta cũng nói tới thông tin liên quan tới những cái chính trị ở Hoa Kỳ đi. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là Coinbase đã thông báo là họ hôm nay đã theo chân công ty Ripple và A16Z và đóng góp thêm 25 triệu đô la vào quỹ ban hành động chính trị Fairshake cho cuộc tổng tuyển cử. Và năm nay các bạn, và ngành crypto đã tính đến nay đã quyên góp được khoảng chừng 161 triệu đô la cho cuộc bầu cử này con số không hề nhỏ các bạn và có khả năng nó đã trở thành một trong những cái quỹ tài trợ chiến dịch bầu cử lớn nhất của Hoa Kỳ. Tại vì các bạn nhìn thấy được là crypto ra những công ty này bây giờ ngày lại càng giàu có hơn cho nên họ chi cũng rất là mạnh cho chính trị các bạn và số tiền nó có thể cho phép các PAC chi tiêu. PAC ở đây đó là những cái ủy ban chiến dịch tuyển cử chi tiêu hơn 300.000 đô la cho mỗi chiếc ghế của quốc hội trong cuộc tranh cử vào tháng 11. Các bạn nhìn thấy được những công ty crypto đó năm nay họ chi không hề nhẹ và chúng ta cũng thấy được tuy là liên quan đến cái dự luật SAP 121 đó bị phủ quyết bởi Tổng thống Biden khiến cho nhiều người cũng bất mãn. Không phải là quá bất ngờ tại vì cũng đã nói là sẽ phủ quyết nhưng mà khi mà thực sự phủ quyết để khiến cho nhiều người cũng khá là bất mãn các bạn. À, và cũng rất nhiều những nghị sĩ đã lên tiếng từ cả hai đảng luôn. Tại vì các bạn đã biết là sự ủng hộ của cả hai đảng để mà hủy bỏ cái quy định của SEC đó, SAP 121 này rất là lớn để có thể cho phép những ngân hàng có thể tiếp cận với crypto một cách dễ dàng hơn thì đương nhiên đã có nhiều cái sự bất mãn liên quan đến chính quyền của tổng thống Joe Biden. Bây giờ đó dự luật này phải được bỏ phiếu lại ở quốc hội và cần 2 phần ba số phiếu ủng hộ để thông qua thì khả năng không có cao. Nhưng mà nó cũng không hoàn toàn là một tin tức cực kỳ xấu đâu. đi nhưng không có tốt rồi các bạn nhưng mà nhìn tích cực hơn đó thì có một số những nghị sĩ dựa theo Ron Hammond. Đây là một trong những giám đốc liên quan đến hiệp hội blockchain ở Hoa Kỳ các bạn họ là hiệp hội liên kết với những chính trị gia liên quan đến ra uh, luật về crypto thì Ron Hammond đã nói là dựa theo quan sát đó, thì uh, có rất nhiều những cái nghị sĩ và dân biểu đó có thể trước đây họ không quan tâm nhiều đến crypto nhưng mà sau khi mà cái dự luật bị phu quyết bởi tổng thống Joe Biden dẫn đến rất nhiều người lập pháp họ bất mãn đó thì cái tiếng nói nó ngày càng lớn hơn và nhiều người trước đây họ không quan tâm nhưng mà họ thấy phản ứng đó họ cũng uh, bắt đầu quan tâm nhiều hơn các bạn thì ra crypto đó được nhiều nghị sĩ dân biểu quan tâm đến như vậy và cộng thêm vào đó đó những cái giống như liên quan tới buổi điều trần của quốc hội hay là những cái liên quan tới pháp lý thủ tục ở quốc hội đó thì không có nhiều người xem đâu các bạn nhiều khi họ cũng trực tiếp nhưng mà không có ai xem nhiều đâu nhưng mà những cái liên quan đến crypto đó thì số lượng người xem nhiều hơn hẳn có thể nói là những lần mà họ livestream những cái quy định thông thường thì có thể nói là vài trăm người xem thôi nhưng mà những cái liên quan đến crypto, đó những buổi điều trần có thể lên tới là cả 5.000 người xem trực tiếp, thì đây cũng là những cái mà cho quốc hội Hoa Kỳ thấy cái sự quan tâm của công chúng đối với crypto như thế nào và càng ngày đó đây là càng là một cái vấn đề nhiều người quan tâm hơn, cho nên cái việc phủ quyết thì nó có thể là nhìn tích cực khiến cho nhiều người đoàn kết hơn và khiến cho những người mà trước đây không quan tâm bây giờ họ quan tâm hơn, tại vì họ cảm thấy được là cái sự ồn ào sau khi được phủ quyết rất là lớn cho thấy được sự quan tâm không hề nhỏ. Đó là cái cách nhìn tích cực hơn các bạn. Nhưng mà quan trọng hơn đó chính là cái dự luật nền tảng crypto hay còn gọi là FIT21 các bạn. Thì khi nào mới được thông qua thường vẫn chưa có rõ. Nếu như là thông qua thường viện nó sẽ đến tài của tổng thống Joe Biden. Cái đó nó mới có ảnh hưởng lớn hơn đối với thị trường crypto. Còn SAP 121 này nó chưa ảnh hưởng liên quan đến ngân hàng mà thôi chứ không ảnh hưởng trực tiếp đến bất cứ một công ty crypto nào đâu. Để xem coi chính quyền của tổng thống Joe Biden sẽ xử lý Fit 21 như thế nào. Và chúng ta còn một vài thông tin khác là thường chia sẻ nhanh với các bạn thì các bạn thấy được là dựa theo Fox Business News Eleanor Thoret thì ủy viên sec hester pierce đây là người ủng hộ crypto ở sec các bạn đã công bố một đề xuất gọi là khu thử nghiệm chứng khoán kỹ thuật số giữa hoa kỳ và nước anh đây là một nơi an toàn đặc biệt cho các công ty ở cả hai khu vực pháp lý có thể thử nghiệm an toàn việc sử dụng công nghệ blockchain để mà giao dịch chứng khoán mà không lo ngại bị xử phạt bởi các cơ quan quản lý Điều này đó có thể cho phép thực hiện một lượng giao dịch hạn chế tại Hoa Kỳ bằng công nghệ blockchain để mà giao dịch chứng khoán mà không lo ngại bị nhắm đến bởi những cơ quan quản lý. Thứ nhì là thời gian trong khu thử nghiệm sẽ giới hạn tối đa là 2 năm với khả năng là gia hạn thêm và thứ ba là những công ty có thể chọn một số quy tắc quản lý riêng của họ nhưng mà sẽ phải tuân thủ một số hướng dẫn của chính phủ để mà bảo vệ nhà đầu tư và cuối cùng nếu như thời gian trong khu thử nghiệm này thành công đó thì các công ty có thể tiếp tục các hoạt động của mình với sự cho phép đặc biệt từ những cơ quan quản lý nói chung đó là họ muốn tạo ra một cái sandbox bằng một cái khu thử nghiệm để hai quốc gia Hoa Kỳ và Anh có thể thử nghiệm trong cái khu đó mà không lo lắng liên quan tới bị kiện bởi SEC. Và hôm nay chúng ta có những cái thông tin như là cầu thủ của NFL của đội bóng bầu dục Indianapolis Colts Spencer Strider cho biết là anh sẽ nhận toàn bộ tiền thưởng khi mà ký hợp đồng bằng Bitcoin. Và những bạn nào mà là fan của rap đó, các bạn cũng đã biết là có một cái nhóm rap rất lớn đó chính là Wu-Tang Clan các bạn. À, cũng đã rất lâu đời rồi, thật ra cũng lâu lắm không có nghe những bản nhạc đến từ Wu-Tang Clan. À, hồi mà thun 15, 16 tuổi thì còn nghe các bạn chắc cũng hai ba chục năm rồi không còn nghe thì Wu Tang Clan đó uh một trong những cái rapper của họ cũng đã đăng về Bitcoin. Nói chung đó thì các bạn thấy là tình hình đã trở nên tốt hơn. Bây giờ đó thị trường cũng đã ấm trở lại thì lại xuất hiện những thông tin như thế này. Nó cũng không gì đặc biệt đâu các bạn. Năm 2020, năm 2021 cũng tương tự có nhiều cầu thủ, nhiều những cái diễn viên hay là người nổi tiếng cũng bắt đầu chia sẻ về Bitcoin rồi sau đó họ chia sẻ về Allcoin. Nhưng mà quan trọng hơn là khi mà tình hình trở xấu đó thì họ lại biến mất các bạn. Khi mà chúng ta thấy tình hình chợ xấu đi giống như năm 2022 chúng ta mới thực sự biết được là bao nhiêu người thực sự có lòng tin vững chắc vào thị trường này hay là bao nhiêu người chỉ đơn giản tới để mà họ kiếm lợi nhuận rồi họ bỏ đi mà thôi. Giống như chúng ta nhìn thấy được là những người như là Michael Saylor vẫn tiếp tục ở lại trong khi mà rất rõ ràng đối thuận đó những người bây giờ thì vẫn lên tiếng ủng hộ nhưng mà cũng mất tới một thời gian. Giống như là chúng ta à, nói tới um, người ở trong uh, Saken rất nổi tiếng đó chính là Mark Cuban thì tỷ phú Mark Cuban trước đây cũng rất ủng hộ crypto các bạn nhưng mà khi mà mùa đông kéo tới thì Mark Cuban lại rất là im lặng các bạn không nói gì hết. Bây giờ một lần đây nói về Bitcoin crypto khi mà thủy chiều lên thì sẽ nâng tất cả các thuyền khi mà thủy chiều xuống thì chúng ta mới biết được ai đi bơi không bận quần và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu nhiều đại dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm hiểu ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, 4E, Binance, Alinex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn